Chính xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SET sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng thưa quý vị trong tuần qua chính trường Hoa Kỳ có hai sự kiện đáng chú ý thứ nhất là chuyện Tổng thống Donald Trump đọc bài diễn văn liên bang hàng năm thứ hai là chuyện thượng viện tha bổng cho Tổng thống Donald Trump trong cái vụ mà ông bị hạ viện um, luận tội vào ngày 18 tháng 12 với hai cái tội danh là um, lạm dụng quyền hành và cản trở quốc hội. Ờ, nhưng mà cái chuyện uh, đáng lý ông đọc bài diễn văn đó trong tư thế là cái người mà gọi là được uh, tha bổng, được trắng án, thì ông lại đọc vào ngày thứ ba mà mãi qua ngày thứ tư thượng viện mới tha bổng cho ông mà mãi 4 giờ chiều mới tha. À, có lẽ vì vậy mà nó xảy ra những cái chuyện mà trong bài diễn văn thứ ba của ông từ từ khi ông lên làm tổng thống nó có nhiều cái điều đáng để người ta chú ý. chẳng hạn như ông Um, kể ra một số thành tích của ông đạt được trong thời gian 3 năm làm tổng thống và đưa ra những cái phương hướng mới trong năm nay được đáng lý là thần dân của Mỹ là thưởng thức nhưng mà sự việc lại diễn ra khác nó xảy ra bốn cái chuyện làm cho người ta chú ý nhiều hơn dân chúng Mỹ chú ý nhiều hơn thành ra có thể nó là làm lu mờ cái bài diễn văn của ông. Ờ, có nhiều người bảo ô sao mà nó, ông nói vậy là không đúng cái chuyện nó chuyện tào lao chuyện bên lề bốn cái chuyện bên lề chuyện bài diễn văn là chuyện quan trọng nhưng mà thưa quý vị nó khổ lắm dân thường đại đa số người ta thích những cái chuyện bên lề bởi những chuyện bên lề nó mới là chuyện đáng chú ý mà ta chú ý nhiều chỉ có những người gọi là uh, gọi là trí sĩ thức đó, <laughs> hay là ra vẻ trí sĩ thức đó mới là chú ý mấy chuyện kia và thần dân đa số là họ bình dân giống như những chuyện mà xến xúc sách người ta chú ý nhiều đó thì cái bài diễn văn ban liên bang tổng thống donald trump ngay lúc bước vào là đã có chuyện đó là thưa quý vị theo thủ tục ông có hai bản sao của cái bài diễn văn ban liên bang ông bước đến cái bục, ông quay lại ông đưa cho uh, ông phó tổng thống mike pence một bản vì ông mike pence là trong vai trò chủ tịch thượng viện và bà nancy pelosi chủ tịch hạ viện đưa mỗi người một bản thì trong lúc đó vừa nhận cái bản thứ nhì á, thì bà Nancy Pelosi đưa tay ra bắt nhưng mà ông Trump lại không bắt tay đây thì bị coi cái đoạn này à chính cái này người Mỹ người ta gọi là là steal the show steal the show có nghĩa là gì ờ, khó dịch cái tiếng Việt khó lắm người dịch nôm na ngôn ngữ là uh, ăn cắp cái gọi là là lấy mất cái cái điểm chính cái điểm nhấn của cái chương trình này đó steal the show đó ở đây không ai steal hết Nhưng mà cái sự kiện nó steal the show Thế là người ta chú ý cái chuyện đó Và chúng ta nhìn lại cái mặt bà Nancy Pelosi lúc đó Đó là ngượng ngùng Vô cùng ngượng ngùng à, Ngượng ngùng quá đi chứ còn gì nữa ông Không tôi đưa tay đâu, không thể bắt tay đó, Trời ơi Sau cái buổi sau bài diễn văn này tôi đọc trên diễn đàn Đò, theo cái tay bà còn đưa lên thế này à, Quê cái Là những người mà gọi là fan cứng của ông Trump Họ khoái lắm mà cái bà này, con mẹ này, con mụ này, phu thủy của họ biết đầy á, không xứng đáng để tổng thống bắt tay. người mà nghĩa là uh, phá hoại ông Trâm trong mấy năm qua, uh, người mà nghĩa là đưa ra những bằng chứng giả dối để mà tính chất phế ông Trâm nhưng mà không được bị thất bại, không xứng đáng để bắt tay. họ, uh, ok, không bắt thì cũng được, đâu có sao đâu, đây, rồi, uh, đó là fan cứng của ông Trâm bảo là không xứng đáng bắt tay. Vậy nên ông Trump làm điều đó là đúng Họ hoàn, hoàn toàn ủng hộ Người mà không phải fan cứng của ông Trump Mà fan cứng bà Nancy Pelosi Thì bảo là đó là hành động gọi là gì Trẻ con Họ bảo là ông Trump đúng là một politician là Một chính trị gia Nhưng mà không phải là một chính khách Chính khách là statement à, Statement là chính khách là người ta phải rộng lượng Phải lịch thiệp Dù ai đưa tay chúng ta phải bắt đó. Có thể sao bắt tay xong lấy khăn mùi xoa gì chùi thì cũng được Ok, that's ok nhưng mà phải bắt tay đó là cái tranh cãi mà lớn nhất ở trong những ngày qua mà cho đến ngày hôm nay vẫn còn gây tranh cãi rất nhiều vì cái bắt tay mà gọi là em cứ đưa nhưng anh đừng bắt nhé <laughs> đó đó đại khái câu chuyện như thế thì xong ông trâm trong lúc đọc diễn văn một tiếng rưỡi đồng hồ 90 phút mặt đánh như thép mà quý vị để ý lúc ông bước vô mặt ông cũng đánh như thép luôn à, bởi vì sao như tôi nói đó Đáng lý ông đọc bài diễn văn đó Trong cái tư thế người chiến thắng Lát tôi sẽ phân tích quý vị tại sao <laughs> Rồi trong lúc đọc bài diễn văn Ông lại gây ngạc nhiên nữa à, Là ông vinh danh Ông Rush Limbaugh Một người talk show host Một người mà rất là bảo thủ Đây thưa quý vị Ông mời Rush Limbaugh đứng bên cạnh vợ ông là bà đệ nhất phu nhân Melania Trump và trao cho yêu cầu bà này trao cho ông này cái huy chương là Medal of Freedom ông nói đây là một con người đặc biệt trong mấy ngày qua ông cho biết ông bị ung thư và ông được hàng triệu người yêu mến và tôi vinh danh ông ngày hôm nay ông đã gần như muốn khóc và ông trước đó còn làm những cử chỉ này à, như thế này và như thế này nữa <laughs> những cái cử chỉ mà phải nói là rất khí thế đó đâu là, là ông này thì thưa quý vị nếu quý vị theo dõi chính trị của Mỹ quý vị biết ông này là người gây tranh cãi vô cùng ông chuyên môn sách động người ta hả trong vấn đề chủng tộc rồi vấn đề tranh cãi về chính trị và đưa ra những thuyết âm mưu rất là nhiều ông là người bảo thủ mà chuyện ok chuyện nước mỹ là tự do ngôn luận nó ai muốn nói gì nói đấy, nhưng mà người ta cho rằng ông này là người gây chia rẽ nhưng mà ông Trump thì ông lại vinh danh ông này đó 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 đẩy đó, người theo ừ, đó, đó, đó. <laughs> à, khí thế vô cùng thấy không à, thành thử ra thưa quý vị người những người mà gọi là không ưa ông này những người ưa ông này thì thích rồi wow trầm Trump chơi cũng này độc quá và theo tôi hiểu là chưa bao giờ có bài viết bài liên bang mà vinh danh người ta, người ta trao huy chương. Đó, 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 đó. Thấy không? Thường thường trao huy chương mời của tôi Ốc, trao ai? Trao tại đây. Đó, đúng là. Ông, cái này thì ông Trump steal the show. Đó, ông Trump steal the show. Tôi... Hiểu không? Và ông Trump gửi ra thông điệp là gì? Tôi ủng hộ mạnh mẽ những người bảo thủ. Đó. Và những người cấp tiến giận vô cùng. Cái này đúng là khiêu khích. Đó, không? Đó, 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 giữ cho tôi cãi khí thế khí thế. thế những người bảo thủ những người fan cứng của ông trâm thì khoái cú này bảo trâm chơi đẹp quá Bánh cho bọn cái là uh, gọi là cấp tiến tan tác về cái cú này quê quá quê một cục bọn, bọn, những người cấp tiến thì giận quá mà ông trời sốc chúng tôi phải không à. thì cái đó cũng gây cho người ta cái gọi là một bên khoái chí một bên thì giận vô cùng nói chung là ông trâm gì người ta nói là ông là thay vì là hưu linh tức là đoàn kết mà ông tách ra như thế lát chúng tôi sẽ phân tích cái lý do đó một sự kiện thứ ba xảy ra <laughs> ông vinh danh một phụ nữ bà này tên là amy williams bà có chồng đang chiến đấu ở tại iraq ở afghanistan bà có hai đứa con nhỏ và được mời đến ngồi kế bên cạnh bà đệ nhất phu nhân bên tay trái bà đệ nhất phu nhân đó vinh danh đây là một vợ lính rất là gương mẫu chồng đi lính chiến đấu xa nhà ở nhà nuôi con đưa con đi học vân bà này cảm động và mọi người đứng lên cả hai bên đứng lên Thấy không? Nếu ta để ý đó, cái lúc mà vinh danh ông Rush Limbaugh thì bà 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 Nancy Pelosi không đứng. Nhưng lúc vinh danh bà này bà đứng. Rồi ông châm tạo bất ngờ là chồng bà đang có mặt ở đây. Hôm nay tôi làm cho bà ngạc nhiên. Chồng bà về mặc bộ đồ lính đẹp tuyệt vời. Ông Tao Sen William về bế hai đứa con. Bà vợ khóc luôn, khóc luôn. Không thể ngờ. Trời cú này phải nói là quá đẹp luôn, thấy không? Vinh danh quân đội. Tuyệt vời. À, thấy không? Khóc luôn. Cái cú này là cũ đẹp, ông tâm lại still the show nữa đó. <laughs> lại still the show nữa. Nhưng mà đối với người Mỹ những người mà không thích ông trầm á, theo báo chuyện này là chơi này hơi chip, rẻ tiền, đó gọi là show diễn, gọi là diễn diễn rẻ tiền đó. Bởi vì sao quý vị, quý vị ở sống ở Mỹ lâu quý vị thấy đây là những chuyện rất bình thường. Thỉnh thoảng quý vị vẫn nghe coi những cái phim những cái tài liệu ấy, những cái thời sự hay đó. Ví dụ đứa con đang chơi baseball, ông bố về bất ngờ chiến trường về ra gây ngạc nhiên hay là đứa con đang đi học về đáng lý là mẹ mình đón tự nhiên thấy ông bố mình mặc bộ đồ lính trận về đón đó đại khái như vậy hay là hôm nay sinh nhật con mình gì tự nhiên bất ngờ về dự sinh nhật con mình đó. đến cái cứu cú này là trong văn hóa mỹ rất là thường nhưng mà ông trump đã still the show làm cái cú đó phải không thì bị một số người họ bảo là ah, những người không ưa ông trump bảo cái này show diễn rẻ tiền nhưng mà những người thích ông trump bảo đẹp quá ngài ngài chơi vậy là quá đẹp chơi vậy là coi như ngài ủng hộ quân đội và quân đội đương nhiên đứng sau lưng ngài. Đó cái đó là ba cái sự kiện mà nó xảy ra. Còn một sự kiện nữa, sự kiện này nó mới kinh hoàng hơn nữa, sự kiện đó là sự kiện gì? Xin quý vị đừng rời màn hình SCT Chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại. cảm ơn quý vị vẫn màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247 chúng ta đang nói về bài diễn văn liên bang của tổng thống Donald Trump hôm thứ ba tuần trước gây kinh ngạc với mọi người. Không phải vì bài diễn văn của ông mà là những gì diễn tiến trong bên lề trong bài diễn văn của ông. Đấy, tôi có nói với quý vị ba sự kiện thứ nhất là bà Nancy Pelosi đưa ra tay ra bắt ông Trump không bắt. Thứ hai là ông Trump vinh danh Rush Limbaugh một nhân vật gây tranh cãi. Thứ ba là ông vinh danh Ờ, phụ nữ bà um, Amy Williams có chồng đang chiến đấu ở tại Afghanistan và ông chồng bất ngờ về cuối bài diễn văn phải nói là kích tính vô cùng xin quý vị coi cái đoạn video sau đây trong lúc ông Trump vừa mới nói xong thưa quý vị đất nước Mỹ đầy tương lai sáng lạng tương lai nước mỹ sẽ còn nhiều điều sắp xảy ra vừa nói xong God bless America đằng sau bàn Nancy Pelosi sẽ luôn cái bài diễn văn bản copy diễn văn liên bang của ông cú này thưa quý vị gây ngạc nhiên không những cho dân mỹ mà cả thế giới người ta không hiểu trên dân chủ nước mỹ nó lại tại sao lại xảy đến chuyện này à, một số người nói rằng vì ông Trump không bắt tay bà nên bà xé cái này sau đó trong một cuộc phỏng vấn và nói không phải tôi xé vì ông không bắt tay tôi mà bởi vì những lời trong bài diễn văn của ông là dối trá nên tôi không thể chịu nổi tôi phải xé <laughs> thưa quý vị đây là những gì quý vị thấy đầy kịch tính hôm thứ ba vừa qua nhưng mà thực ra là cái gì nó có những chuyện là đằng sau đó đầu tiên hết phải kể cái chuyện là ông Trump với bà Nancy Pelosi đã không ưa nhau từ lâu rồi đặc biệt từ ngày 16 tháng 10 hai người không nói chuyện với nhau. Ngày 16 tháng 10 là ngày gì? Là ngày mà thưa quý vị, Hạ viện bắt đầu tiến trình luận tội ông Trump và bên bà Nancy Pelosi dân chủ đi vào Tòa Bạch Ốc họp với tổng thống Trump bàn về tình hình Syria. Vừa ngồi sức họp, bà bước ra, bà vô chức sơ mờ họp báo. Tố cáo ông Trump là gì? Nói bà là chính trị gia hạng bét third rate hoặc là third ray gì đó politician <laughs> lớp 3 trường làng nếu mà nó red đó tức là ở chính trị gia hạng 3, hạng 3 cái làng bét không hạng tư đó còn nó red đó là lớp đó thì là chính trị gia lớp 3 trường làng <laughs> quê quá cái gì nữa đó. mà anh xem bảo ông Trump dám gọi tôi như thế đó. ông Trump sau đó đó thì tuyết ra một cái hình bà chỉ mặt ông Trump này à, bà nói ông hả ông nói chứ tôi là tôi ghét ai xích ông bà bà nói ông hả ông làm gì cũng đều lợi cho putin hết chỉ mặt ông trầm trầm tuyết đó là ấy. bà chỉ mặt tôi thì thưa quý vị hai bên ủng hộ trâm ghét trâm trở tranh cãi vô cùng luôn một bên bảo là tôi không biết ông trâm nói gì mà. bà chỉ mặt tổng thống như thế là không được không được không? bà này bảo ta biết sao ông bảo tôi lớp ba trường là <laughs> biết ai đúng ai sai đây là Thế giờ từ hôm đó giờ 16 tháng 12 hai người không nói chuyện. Cho đến hôm vừa rồi thứ ba hai người mới chạm chán nhau lần đầu tiên. Đó. Kể từ sau đó hai bên căng thẳng nữa. Ví dụ trong cái vụ mà giết công tướng mà chỉ huy cái lực lượng tinh nhuệ nhất của cái là vệ binh cách mạng hồi giáo ở bên Iran mà ở bên mà bị giết bên Iraq quý nhớ không? Thì sau đó là Mỹ đang định là tấn công Iran bắn cái kia thì bên Quốc hội yêu cầu Trump phải báo cáo. À, thì trước khi mà định đánh như vậy đó, đó, trong cái vụ mà hai bên, rồi bên bên Mỹ đang phóng kích ở bên Mỹ đó, bên, bên Mỹ trả đũa đó, thì theo luật đó, ông Trump phải báo tổng thống báo cho đến Quốc hội biết. Thì ông Trump báo cho ông Mitch McConnell với lại ông Kevin McCarthy, <laughs> Mitch McConnell lãnh tụ đa số thượng viện, Mitch McConnell ông, ông uh, Kevin McCarthy là lãnh đạo thiểu số hạ viện của cộng hòa, ông Trump báo còn bên này để cho Mike Pen báo ấy, trong chất sâm bờ là lãnh tụ thiểu số thượng viện và bà Nancy Pelosi chủ tịch hạ viện à trời cũng ác đó. bà Nancy Pelosi bà nghĩ tôi hạng ba đâu phải giỡn đâu ông tới Mike Pen tới tôi với bộ rồi mới tới Mitch McConnell đang lý tổng thống mà báo cho tôi không mà tổng thống đấy hết tôi đưa phó tổng thống nói cũng được đó là cậu quê lắm á chứ phải không nhưng mà trước đó nữa thưa quý vị trước đó nữa thì hồi tháng 5 năm ngoái cũng trong một vụ họp về ngân sách hai bên vừa ngồi xuống nói chưa thì ông trầm bước ra khỏi phòng bước ra khỏi phòng đó thì đó là những cái mà hai người đã không ưa nhau rồi chưa kể hai người chém gió với nhau nữa có lần ông Trump tuyết ra bảo ba này bà khùng cái bà này bà khùng tuyết ra bảo ba này bà khùng đã. rồi tháng 12 2018 à, hai người lại đụng nhau trong phòng bầu dục trong một cuộc họp. À. Bà Nancy Pelosi à, lúc đó à, lúc đó bà Nancy Pelosi chưa trở thành chưa trở thành à, gọi là gọi là gì? Chủ tịch Trương Việt, bởi vì bà mới thắng cái cuộc bầu cử đó, bà đang là lãnh tụ thiểu số. À. Thì vô thương giết ông Trâm trong bảo Ê tôi không thể nói chuyện ở cái thế bà đang yếu Mà bà đang tìm cách là bà Ý nói là bà chưa chắc được làm chủ tịch Hạ viện đâu nhé tôi à, Tức là lúc đó bà đang vận dụng cái khối bên dân chủ bầu cho bà mà Ông Trâm nói là bà tức là Ê đừng nói kiểu đó <laughs> Đừng nói là tôi sẽ trở thành hạ, chủ tịch Hạ viện đó Mà đúng sao đó, bà trở thành chủ tịch Hạ viện Kẹt ghê lắm đó Thấy hai người là hung hăng với nhau vô cùng Rồi phải kể như thế này nữa Ông Trâm bực bà này là bởi vì sao khi mà luận tội á bà này bảo làm nhanh 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 tôi bảo nhanh đi làm nhanh đi đưa qua bên thượng viện để tôi được tha bổng luận tội ngày 18 tháng 12 rồi không chịu đưa qua em gần một tháng trời cứ bảo là ông Mitch McConnell phải cho ông tôi biết là ông tiến hành như thế nào tôi mới đưa qua cuối cùng bị áp lực quá qua khoảng giữa tháng giêng mới đưa qua à, thì bây giờ ông Trump mới thấy như thế này à, bà này câu giờ chính vì câu giờ như vậy à, mà nó kéo dài cho đến khi ngày thứ sáu tuần trước khi mà thượng viện không thể đưa nhân chứng John Bolton ra nói thì đáng lý thượng viện phải tha bổng ông Trump nghe đó luôn. Nhưng mà họ không tha bổng được ngày thứ sáu. Bởi vì nếu tha bổng ngày thứ sáu là thứ ba ông Trump đọc chiến văn trong tư thế là chiến thắng. Hoàn toàn vô tội, đúng không? Rồi chúng ta ông muốn là thôi tha bổng thứ bảy đi, cũng không được luôn qua thứ hai cũng không được bảo hao bao thứ ba thứ ba tha bổng buổi chiều đến tối tôi đọc diễn văn là tối là thành chiến thắng cũng không được thành đa qua bốn giờ chiều thứ tư mới tha bổng cho ông trâm và tối ngày thứ ba mà ông trâm đọc chiến văn trong vai trò gì một nghi can tôi chưa chưa chắc án mà đúng không đang bị xử chưa xử xong cày ghê lắm bực ghê lắm sao bắt tay được cũng tại bà bà câu giờ như vậy mà cho đến giờ phút này tôi bị như vậy vì thưa quý vị sau đó quý vị biết tại sao nó có những thủ tục Ở Mỹ hay cái chỗ này Là dù bên dân chủ là phe thiểu số Họ vẫn có quyền đòi hỏi được một số cái Hoãn lại Thí dụ Họ sẽ thuyết phục người dân Mỹ Gây áp lực với cử tri Mỹ Đối với các đối thủ đảng Cộng Hòa của họ Họ sẽ truy tố ông Trump, tố cáo ông Trump để họ biết là sau đó những người này sẽ bỏ phiếu tha cho ông Trump thì những người này sẽ bị chịu trách nhiệm. Bởi vì năm nay tới 23 thượng nghị sĩ đã tái cử trong số 33 người. Có 10 người dân chủ thôi. Về phía Đảng Cộng hòa, mấy ông dân bà dân cử Cộng hòa cũng không muốn xử liên luôn, không muốn tham lên bà sao vậy? Nói với Mitch McConnell, Mitch McConnell nói, sao tại sao? Không, ông phải để chúng ta phát biểu. Họ phát biểu từ ngày thứ bảy, thứ hai, thứ ba và cho tới thứ tư luôn, bốn ngày như thế. Để chi? họ phải giải thích cho cử tri họ tại sao họ bỏ phiếu tha bổng trâm đó chính vì thế mà ông Trump mãi 4 giờ chiều thứ tư mới được tha bổng thành ra ngày thứ ba ông đọc diễn văn trong tư thế ông hết là tại cái bà Pelosi để chơi xấu kéo à, dài ra phải giá mà hôm 18 tháng 12 bà luận tội tôi xong mà đưa qua thì có phải là giờ này tôi chiến thắng rồi tôi được tha bổng rồi đúng không bởi vì quý vị tính đi bên công tố 3 ngày bên kia bên luật sư 3 ngày bên này 4 ngày là tổng cộng bao nhiêu có, 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 10 ngày là cái ngày ở uh, 4 tháng 2 vừa rồi là chúng tôi là trong tư thế là trắng án rồi đọc là ngon lành chết <laughs> nhưng mà nhiều người ta bảo bà thế si bảo khô rồi đâu được đâu ông vào trong tư thế chiến thắng rồi ông còn còn còn, dũa giữ đó, tôi ngồi sau lưng tôi chịu sao đổi đó nhưng mà thưa quý vị đây nó quyền lợi cả hai đảng và đó là có lẽ vì cái lý do đó mà ông Trump và Nancy Pelosi họ cương với nhau mà liệu sau đó có hết hay không có vẻ là không hết rất căng thẳng người ta nói chưa bao giờ một tổng thống và chủ tịch hạ viện căng thẳng đến mức độ mà người ta nghĩ là sẽ không hàn gắn được ngày xưa năm chín bảy khi ông new gingrich là chủ tịch hạ viện với ông bill clinton tổng thống họ không ưa nhau như nữa họ vẫn đứng chung nhau họ nói chuyện ngay cả ông john biner chủ tịch hạ viện cộng hòa không ưa ông obama nhưng mà cũng đáp từng có một lần đi vô trong tòa ốc nói chuyện với ông obama nhưng mà hai ông bà này có bộ khó quá căng nước mỹ nó buồn chỗ đó thế không chính trị nó là như vậy họ bị áp lực của cả hai phía cử tri thì đó là những gì xảy ra hôm thứ ba vừa rồi ở trong ở cái 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 gọi là phòng họp khoáng đại của hạ viện trong bài diễn văn liên bang tổng thống đô đốc và đó là những gì quan trọng tôi gửi đến cho quý vị trong tuần qua cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị và những ngày tới